Hello Ván Sa, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Ván Sa trong cái bản tin cập nhật tình hình cổ phiếu và tiền điện tử trong buổi tối ngày hôm nay ngày 6 tháng 5, à, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Thì hiện tại bây giờ thông tin đang rất là nóng hổi khi cái diễn biến giữa cuộc chiến tranh căng thẳng. Trung Quốc thì đã chính thức lên tiếng và cũng ủng hộ cho cái cuộc họp vào ngày mai và cũng có những cái động thái gọi là mong muốn hòa bình nhưng mà không hề nói là Nga đi xâm lược. Cho nên là Trung Quốc không có gọi Nga là người đi xâm lược quý vị nha. Họ chỉ đưa ra những cái câu là giữa cái sự an ninh của hai nước gặp phải những cái thắc mắc xúc mic và không có giải quyết được cho nên cần có cái cuộc thỏa thuận để giải quyết những cái khúc mắc giữa an ninh của hai bên. đó thì hôm nay có cái thông tin mà uh, bitcoin không phải là sử dụng tiền điện tử làm giải pháp để mà lách những cái trừ, những cái lệnh trừng phạt. ví dụ như visa mastercard paper paper đã uh, cấm chính thức uh, đồng uh, chính thức nga thì họ đã nhảy sang một cái uh, lựa chọn mới không phải là giải đáp bằng tiền điện tử và chính cái thông tin này đã làm cho tiền điện tử lao dốc trong cái ngày hôm nay mà nga đã tìm cách một cái giải pháp thay thế cho cái cuộc chiến của mình đó chính là uh, hệ thống Union Pay của trung quốc nga đã uh, lấy cái hệ thống Union Pay này và đã coi như nó là cái 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 cái, cái, cái uh, sự cứu cánh cho nga quý vị nhỉ Ông Putin đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine Cách đây chưa đầy 2 tuần và chiến dịch này vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay mà chưa có kết cục thực sự nào cho cả hai bên. NATO và EU cũng đã quyết định là không leo thang xung đột bằng cách can dự trực tiếp thông qua các hành động quân sự của chính họ. Thay vào đó, họ sẽ chọn những cái phương án mang tính thế kỷ 21 đó là áp dụng những cái lệnh trừng phạt chống lại những cái vấn đề uh, chống lại phát động chiến tranh và các nhà tài phiệt đó những người mà thân tín của ông putin cũng như là à, những công dân bình thường thì đây là những cái điều mà à, hiện tại đang diễn ra và ngày mai thì họ sẽ họ sẽ có một cái uh, cuộc họp nha quý vị thì là chính là hôm nay đó, thứ hai là hôm nay này. Cơ quan cho biết những người cho vay địa phương có thể sử dụng hệ thống UnionPay của Trung Quốc, được thành lập cách đây hơn 20 năm và có trụ sở chính tại Thượng Hải Trung Quốc. UnionPay hoạt động tại hơn 180 quốc gia theo như ngân hàng Trung ương Nga cho biết. Và đồng rupee và thị trường chứng khoán đang đổ dồn vào cái đồng này thì hôm nay cũng có rất nhiều người nói là sẽ mua cái đồng rupee này để mà à, hy vọng vào một cái sự thay đổi khi mà nó đang ở trong cái mức giảm kỷ lục chưa từng có trong cái thời từ trước tới nay và nó cũng chính là một trong những cái nguyên nhân mà đẩy cái thị trường cái nền kinh tế của nga à, suy sụp và đồng thời cũng ảnh hưởng tới kinh tế của toàn cầu đó thì đây là cái vấn đề mà rất nhiều người đang chú ý và họ cũng ít khi mà dám nhảy vào cái đồng này lắm, chỉ ai mà họ thừa tiền, họ thích mạo hiểm thôi tại vì nó mang tính chất rủi ro rất là cao. Ở ờ, bên cạnh đó thì um, Steven Drust đã nói rằng vụ vụ vỡ nợ của Nga đã ảnh hưởng tới các thị trường mới nổi và Trung Quốc. Nhà kinh tế Steven đã đưa ra báo cáo với các động từ bất kỳ vụ vỡ nợ nào của với các cái những cái tác động bất kỳ một cái vụ vụ vỡ nợ nào đối với cái khoản nợ có chủ quyền của nga do cuộc khủng hoảng ukraine gây ra và trung quốc sẽ không bị tổn thương à, mỹ thì đã trừng phạt cái khoản nợ có chủ quyền của nga khi mà cơ quan xếp hạng lớn hạ uh, xếp hạng chủ quyền của nga hạ cái 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 chủ quyền xếp hạng của nga xuống trạng thái rác rưởi Nhà kinh tế Steven đã cảnh báo tác động từ bất kỳ vụ vỡ nợ nào đối với khoản nợ có chủ quyền của Nga do hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ lan sang các thị trường mới nổi, bao gồm cả Trung Quốc. Nếu Nga không vỡ nợ, nó sẽ tác động lan tỏa rộng rãi đối với chủ... chính những cái nợ với những cái nợ chính phủ ở các cái thị trường mới nổi trên thế giới và Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Ông nói với Squawk Box Asia của đài CNBC. Nhưng chúng tôi thực sự đang nói về những cái rủi ro rộng lớn hơn là cái cảm giác tội lỗi bởi sự liên kết. Ông Steven cũng là một nghiên cứu sinh cao cấp tại Đại học Yale và nói thêm rằng Trung Quốc không thể đủ khả năng để duy trì liên kết chặt chẽ với Nga khi họ tiến hành những cái chiến dịch thực sự kinh khủng nhằm vào Ukraine và vô tội ngay bây giờ. Và Trung Quốc chia tay với Nga càng sớm thì càng tốt, chúng ta sẽ phải chờ xem và theo dõi điều đó thật chặt chẽ. Và ông nói thêm. À, nhân tiện thì ông này đang nói về Trung Quốc á, phải chia tay với nga thì hôm nay có một cái bài diễn thuyết ông 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 cựu tổng thống Trump Trump ông cũng có nói đó ông bảo đưa cho giống kiểu đánh trận giả đó cả nhà đưa cho cái giả mạo là cái cờ viết cái chữ của Trung Quốc vào rồi đi 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 sang phía chiến trường nga Ukraine rồi để cho nga nó nhìn thấy là nó tưởng Trung Quốc tham gia uh, giống kiểu Trung Quốc uh, nhúng vào đó rồi nó quay lại <laughs> nó sẽ uh, hai bên nó chọi nhau thì coi như là thế giới yên hòa bình <laughs> nhưng mà cái vấn đề ông trò mà ông nói này á thì nhiều người rất là vui và rất là thích nhưng mà khó lắm chả bao giờ có thể xảy ra được và giả nghĩ cho dù có giả mạo Trung Quốc để mà cho nga nó hiểu lầm để nga nó quay sang nó tấn công Trung Quốc hay chăng nữa thì chắc cũng không có Ờ, ít khi mà có được những cái, cái cái điều như vậy lắm tại vì như quý vị thừa biết rồi trung quốc với nga nó có mối quan hệ đặc biệt như thế nào bây giờ nó còn sử dụng ngân hàng riêng trời ơi sao tự dưng ông trump thì tức giận khi mạng xã hội chốt rồi so so bị đối thủ cho là hít khó gì này mai là cái mã mạng của ông trump thì sợ nó đi xuống là thôi luôn đó. ông ấy lại gặp rắc rối này, này. Ông Donald Trump rất tức giận về việc ra mắt ứng dụng truyền thông xã hội mới chốt sâu sổ của ông và tờ Daily Beast đã đưa tin trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với cái vấn đề này. Mạng xã hội của ông Trump được thổi phồng từ lâu của cựu tổng thống đã ra mắt vào ngày 20 tháng 2 nhưng những trục trặc kỹ thuật cản trở cho việc phát triển mạng xã hội và nó đang bị các đối thủ cạnh tranh cho hít khói. Nhiều người đã tải xuống ứng dụng và cho biết họ không thể nào tạo tài khoản hay đưa vào danh sách chờ. Bây giờ chỉ đợi danh sách chờ thôi Cuối tháng 3 mới được mà Đâu đã có vấn đề gì đâu Chắc báo nó lại lên Nó thổi tin thổi lên rồi Mạng xã hội mới của Church Social của ông Trump Đã leo lên đầu bảng xếp hạng Tải xuống của Apple vào thứ ba Chỉ hơn một ngày sau khi ra mắt Bất chấp hàng loạt các cái trục trặc kỹ thuật Được báo cáo bởi người dùng đã cố gắng ghi danh Mặc dù chất social đã được uh, đã tăng đột biến khoảng 2 triệu lượt truy cập hàng ngày vào trang web khi đó nó mới ra mắt, nhưng dữ liệu của trang web phân tích lượng truy cập SimilarWeb cho biết là nó giảm xuống mức trung bình còn 300 lượt, 300.000 lượt truy cập. Cái này vẫn đang chờ, nay họ đâu có truy cập nữa đâu, họ đã, đã, truy cập rồi thì bây giờ họ chỉ ngồi yên để chờ thôi mà. Đó thì bây giờ nó lại đương đăng đăng những cái tin này để làm cho mọi người hoảng hoảng sợ. Không có dự luật. cái những tin này có rồi này. Đó thì bây giờ hôm nay chỉ có mấy cái tin như vậy thôi thì uh, họ cũng nói thêm về cái vấn đề giữa sau khi Moscow tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine thì Mỹ đã công bố các cái biện pháp uh, trừng phạt đã làm cho Nga bị cô lập và bây giờ thì Nga đang dính phải rất nhiều những cái vấn đề, bây giờ chỉ còn lại Trung Quốc là bố víu thôi giá dầu cao là lạm phát đình trệ rồi tất cả những cái vấn đề liên quan tới Ben cấm nhập khẩu dầu của nga đó thì hôm nay Mỹ vẫn đang họp trời ơi, phải nói thật là ông Joe Biden ông ý, ông ý chậm lắm cả nhà ấy. ông ấy họp cái này đáng lẽ phải cho ra cái quyết định từ lâu lắm rồi nhưng mà họ họp hoài họp mãi à họp từ hôm nọ nay mà chưa đưa ra được cái quyết định cuối cùng luôn Mỹ và đồng minh đang nỗ lực khiến Nga phải trả giá. Đấy, cái bài báo này từ bao giờ rồi nay lại đăng lại này. Mãi cứ ngày nào cũng thấy khiến Nga phải trả giá nhưng mà đâu có làm, đâu có thúc đẩy đâu, chậm lắm. Đấy, hôm nay là cái tin mới nhất là Trung Quốc thúc đẩy đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine vào ngày mai đó. Trung Quốc thì chưa bao giờ đưa ra cái thông tin này cả nhưng mà hôm nay thì Trung Quốc bắt đầu lộ mặt. Nhưng mà Trung Quốc nó không có gọi Nga là là đi xâm chiếm nha. Nó không có gọi như mọi người gọi. Ờ, thế mới hay chứ. Ok, đó hôm nay thì người Việt ở Liết ở Sài Gòn tuần hành phản đối Nga xâm lược Ukraine xuống đường đó quý vị. Thì cái này sáng nay thấy kênh của N10 TV cũng like để để quay cho mọi người xem này. Rồi ông Zelensky này thì suốt ngày yêu cầu để lập vùng cấm bay với cả Mỹ em xin hãy cầu xin Mỹ viện trợ máy bay quân sự. Mà ông Joe Biden ông đâu làm được đâu trời ơi. Ông Ngoại trưởng của Mỹ, ông Blinken đã đặt chân vào lãnh thổ của Ukraine rồi này. Ông này, ông ấy, ông không sợ luôn. Tại vì ông là Ngoại trưởng đó. Ông đã đến nước Ukraine rồi quý vị nha. Đó. Trước. Ngoại trưởng ở bên trái. Đó. Theo ông Blinken, các biện pháp trừng phạt Nga cho đến nay tạo ra kết quả rất cụ thể và có áp lực tăng lên khi chiến tranh kết thúc Ok đó là những cái thông tin qua qua nó cũng chưa có cái gì nổi trội cả thì uh, hiện tại ngày mai rất nhiều người phán đoán là thị trường nó sẽ xanh nhưng mà theo như bán xà thì nó không có xanh um, vượt trội đâu nếu mà nó có xanh nó chỉ là có màu xanh thôi quý vị cho nên là ngày mai cũng nghĩ là cái tuần tới chỉ có những cái động thái đi xuống thôi phải phụ thuộc vào cuộc họp của Nga và Ukraine nữa chứ không có động thái đi lên được đâu quý vị động thái đi xuống là nhiều hơn động thái đi lên thì hy vọng là nó nó ổn định chiến tranh thôi chứ còn bây giờ thì để mà tự dưng bảo nó bay lên thì khó lắm quý vị bây giờ khó lắm trời ơi bao nhiêu nước bị bỏ công ty các thứ một cái đất nước nga nhưng mà nó ảnh hưởng cả thế giới à dầu giết rồi bây giờ ngăn cấm thì ukraine cũng nhường ngừng xuất khẩu luôn nhiều thứ như là lúa mạch dầu ăn rồi uh, nhiều những cái ngũ cốc những cái loại mà cũng ảnh hưởng đến uh, kinh tế thế giới rồi à, nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai trên thế giới mà quý vị thành ra là bảo không ảnh hưởng thì làm sao mà, mà mà nói như vậy được thành ra là bây giờ ngày mai ngồi chờ tiếp bán xẻ còn nghĩ là nó sẽ xuống, xuống nữa mua thêm phút thì khó khi còn ăn đó. chứ bây giờ nghĩ là nó bay được thì khó lắm cả nhà rồi em dừng cái video tại đây quý vị nha chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe may mắn và bình an bye bye cái gì